Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Lato AZ và mình là Hoàng Vâu. Những phiên bản Dell Inspiron 5000 series mà chúng mình đã giới thiệu anh em trước đây là những phiên bản thuộc năm 2020 thì đã là những bước đi rất là đột phá của nhà Dell từ trước đến nay. Theo mình là từ trước đến nay luôn. Và Dell đã không còn keo kiệt với người dùng nữa khi mà bây giờ trên một chiếc Ultrabook chỉ là 14 inch và 15 inch thôi, nhưng mà họ đã trang bị cho chúng ta đến 2 khe RAM nâng cấp cũng như là 2 khe SSD cho chúng ta có thêm nhiều dung lượng hơn. Và hôm nay cũng sẽ là một chiếc Dell Inspiron, nhưng mà lại là Dell Inspiron với chip là Ryzen 5000 series, không phải là 4000 series như năm ngoái nữa. Và đây là một chiếc máy Inspiron có mã cụ thể là 5515. Và với một cái thời gian trải nghiệm nó không quá dài trên chiếc máy này thì hy vọng video hôm nay của mình sẽ là những cái nhìn khách quan nhất và chi tiết nhất cho anh em đang muốn tham khảo những chiếc Dell Inspiron trong năm nay. Và nếu anh em đang muốn tham khảo chiếc máy này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Lotto AZ cùng với mã giảm giá Z300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Và không để mất thời gian của anh em nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngay sau intro. Đầu tiên là một vấn đề anh em quan tâm nhất, đó là mức giá và chất quyết định ý thức, phải không nào? Thì với mức giá ở thời điểm hiện tại tại cửa hàng Lotto AZ là vào khoảng 19.590.000, anh em đã có thể sở hữu cho mình con chip là Ryzen 5 5500U với RAM 8GB, SSD 256GB và với cả onboard Radeon Graphics. Cho những anh em chưa hiểu bốn con số trên tên mã máy nó có ý nghĩa là gì thì nó sẽ tương ứng với là tên dòng sản phẩm, tên kích thước màn hình, tên năm sản xuất và tên dòng chip. Ví dụ như là chiếc 5505 thì nó sẽ là chiếc máy thuộc dòng 5000 series có kích thước là 15,6 inch, được sản xuất trong năm 2021 và sử dụng dòng chip của nhà AMD, nhà đội đỏ. Và tương ứng như vậy, với chiếc Dell Inspiron 5515 chúng ta đang có ở đây thì với số 1 có ý nghĩa là chiếc máy này được sản xuất trong năm 2021. Ok, 3501 là Dell gì đây? 3501. Hey, tôi bỏ qua cái chuyện đặt tên đi, bởi vì dù sao Dell cũng là một cái hãng đặt tên nó cũng rất là trò kè như là hãng Lenovo vậy. Thì với cái chiếc máy này, thứ đầu tiên mà làm cho mình cực ấn tượng ngay với chiếc 5515 này đó chính là cái phần ngoại hình. Thì với chiếc máy này được phủ một cái lớp sơn xám xanh đậm phủ sần ở mặt lưng mà theo hãng gọi là Mist Blue ấy, thì trông nó cực kỳ là premium và rất là tinh tế luôn. Nó hoàn toàn khác rất nhiều so với cái phiên bản trước đây có màu trắng ngọc trinh, trông nó ok, nó rất là sang đấy, nhưng mà nó không tạo nên cái vẻ huyền bí như là cái chiếc máy này. Có điều khá là dị là cái khung bàn phím của chiếc máy này cũng được phủ sần nhưng nó lại là màu đen sẫm. À, thế là chúng ta có chiếc máy là có hai màu anh em ạ, tức là ở phần mặt lưng là và phần đáy chúng ta sẽ có là màu Mist Blue, còn cái phần khung bàn phím này chúng ta sẽ có là màu Mist Black kiểu vậy đấy. Và cái điểm đánh đổi cho cái màu sắc trông nó rất là cao cấp và quý phái này là nó rất là dễ để lại dâm hôi vào tay anh em ạ. Và thậm chí là nó khá là khó để lau sạch hoàn toàn. Cho nên là khi mình sử dụng chiếc máy này lúc nào mình cũng phải để sẵn cái chai cồn 90 độ ở đây để lau cho nó sạch sẽ toàn bộ lúc máy khi mình sử dụng. Và quan trọng hơn hết ý, anh em nghe nhá. Đó, với Inspiron 5000 series thì chắc chắn là chúng ta phải được trang bị là nhôm nguyên khối rồi. Và với chiếc máy này thì có trọng lượng vào khoảng 1,6kg cũng như là dày 1,7cm, rất là nhẹ nhàng, tình cảm và cân xứng với một chiếc laptop 15,6 inch. Tuy nhiên ý, về độ cứng cáp thì mình cảm thấy rằng nó có phần hơi thua so với phiên bản năm ngoái. Nó vẫn có đâu đó xảy ra hiện tượng flex ở phần mặt lưng cũng như là khung bàn phím, cho nên là về độ cứng cáp mình sẽ cho vào khoảng 7 trên 10 điểm mà thôi. Tuy nhiên nói gì thì nói thì cảm giác cầm nắm của chiếc máy này nó có cảm giác gì đấy nó hoàn toàn cực kỳ khác so với năm ngoái. Cái nhìn nó cao cấp hơn, cảm giác cầm nắm nó xúc giác nó cao cấp hơn, phù hợp cho những anh em doanh nhân và những người yêu thích tông màu bí ẩn như là cái gam màu Mist Blue này. Và đặc biệt điểm ăn tiền của năm nay đó chính là cái bản lề, họ không còn trang bị cái miếng cao su mà to lù lù ở phía mặt sau lưng này nữa, mà chỉ là hai cái miếng cao su nho nhỏ xinh xinh ở đây thôi. Nó giống như kiểu bản lề của Egolip ấy, nó vừa làm cho cái thiết kế của chiếc máy này của chúng ta trông nó liền mạch hơn, cũng như là giúp cho cái tản nhiệt nó thông thoáng hơn và gõ phím nó cũng sẽ tiện lợi hơn. Và bên cạnh đó thì cái bản lề theo mình cảm nhận thì cảm giác cập mở nó cũng khá là chắc chắn, nâng đỡ màn hình nó cũng rất là tốt nữa, cho nên là mình khá hài lòng với cả cái bản lề của chiếc máy này. Tiếp theo là về màn hình của chiếc Dell Inspiron 5515 này, thì đây là một cái màn hình cảm ứng với độ phân giải là Full HD cùng với tấm nền là VKVA. Ồ, đây là một điểm là mình hơi bất ngờ khi mà ban đầu đặt lên trên bàn mình nhìn nó gần như không khác gì màn hình của IPS cả, cho đến khi mình đặt chiếc máy này cạnh một chiếc máy mà sử dụng tấm nền là IPS.
Và đặc biệt hơn thì đây lại là màn hình cảm ứng nữa, với tốc độ phản hồi nó dừng lại ở mức là làm tốt vai trò, nó cũng không quá xuất sắc. Xét về cái mặt ứng dụng ấy, thì nếu đây như là một chiếc máy 2 trong 1 thì theo mình là cái phần cảm ứng nó sẽ có phần nào đó nó có tác dụng hơn. Hoặc nếu như đeo bỏ cái phần cảm ứng đó và thay vào đó là cái tấm nền là IPS thì theo mình là nó sẽ có cái gì đó nó thực tế hơn, nó mang lại cảm giác nó thoải mái hơn. Ví dụ như là cho anh em làm đồ họa chẳng hạn thì nó sẽ thực tế hơn, hơn là một cái phần cảm ứng theo mình nó cảm thấy nó hơi thừa thãi này. Cho nên rất là hy vọng là đeo sẽ có một cái thay đổi khác để cải thiện hơn trên những cái phiên bản năm sau. Về mặt phổ màu thì mình đã đo được bằng SpiderX Elite thì phổ màu cho ra với những thông số là 64% sRGB, 48% Adobe RGB, 46% NTSC, độ sáng là 275 nit, tương phản là 1010/1 và delta E là 3.70. Và trải nghiệm thực tế của mình với cái màn hình này thì thật sự như mình nói ở trên là nó rất là nịnh mắt so với cái tấm nền WPA thông thường mà chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ cái máy nào. Và nếu như không có đặt cạnh một cái máy nào mà sử dụng tấm nền IPS thì chúng ta rất khó có thể phân biệt được đây là WPA hay là IPS luôn. Và với cái size màu có thể nói là khá cao như thế này thì thật sự là theo mình chiếc máy này hoàn toàn không phù hợp dành cho những anh em nào làm về thiết kế đồ họa, làm 2D hay là in ấn banner. Còn nếu như anh em vẫn muốn sử dụng chiếc máy này cho công việc thiết kế của mình thì chúng ta có thể ưu tiên sử dụng chiếc máy này kèm với cả một cái màn hình giờ ở ngoài, như thế là sẽ thuận tiện cho chúng ta nhất. Tiếp theo là về bàn phím và touchpad của chiếc máy này thì bàn phím của chiếc 5515 này lại là một điểm cực kỳ ăn tiền so với phiên bản năm ngoái luôn. Nó cho mình một cái cảm giác phản hồi rất là tốt, phím này là cảm giác có rất là thật tay như là những bộ bàn phím của nhà Lenovo vậy. Và với kích thước full size của chiếc máy này thì bàn phím của 5515 có layout bố trí nó rất là hợp lý, cho cảm giác gõ thoải mái và cực kỳ là tốt trong thời gian dài sử dụng luôn. Rất có ích cho những anh em khối văn phòng hay các bạn học sinh sinh viên có các chuyên ngành mà có nhu cầu nhiên liệu cao. Và với cái cảm biến vân tay được tích hợp trên cái phím nguồn của chiếc máy này giống như năm ngoái luôn thì phiên bản năm nay theo mình thấy đã được cải thiện hơn về cái tốc độ phản hồi, nhận diện vân tay nó cũng rất là nhanh ở nhiều góc độ và mình cảm thấy rất là hài lòng. Tiếp đó là với touchpad của chiếc máy này thì đây cũng là một điểm cải thiện lớn so với năm ngoái, khi năm nay nó có một cái kích thước nó khá là lớn, cùng với đó là phản hồi cũng rất là nhạy, vuốt trượt đa điểm mượt mà. Nó được cắt diamond cut trông cũng rất là tinh tế luôn. Mặc dù là nó không được phủ kính đâu, nó chỉ là được phủ sần thôi. Tuy nhiên thì cảm giác di trượt cũng rất là mượt mà, và kể cả khi mình ra nhiều mồ hôi nó không hoàn toàn có cảm giác rít trong khi mình sử dụng, cho nên mình cảm thấy rất là hài lòng. Trải nghiệm thị giác ok rồi, trải nghiệm xúc giác ok rồi, vậy thì hiệu năng của chiếc máy này sẽ ra sao? Thì mình xin phép được nhắc lại cấu hình của chiếc máy này, đó là Ryzen 5 5500U với 8GB RAM, SSD 526GB và cả onboard Radeon Graphics. Đây là một cấu hình cũng không hẳn là mới, khi trước đây chúng mình đã từng giới thiệu với anh em chiếc Asus ZenBook UM425, nó cũng có một cái cấu hình cũng tương đương với chiếc máy này. Và xét về với những cái nhu cầu văn phòng thì không có gì phải bàn cãi với con chip 6x12 luồng của nhà đội đỏ như thế này cả. Và các tựa game eSports cơ bản hiện nay như là LOL, Valorant thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể chiến max setting với cả chiếc máy này luôn, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. FPS cho ra cũng rất cao với 100% FPS, xung nhịp ổn định và bú điện cũng khá là nhiều so với một con chip tiết kiệm điện. Tuy nhiên ý, nhiệt độ lại là một vấn đề muôn thuở không còn xa lạ gì với nhà Dell. Khi mà mình chơi game được khoảng một thời gian dài thì thông số CPU cho ra thì ok, nó rất là mát mẻ, nhưng cảm giác nhiệt độ ở phần bàn phím có phần hơi nóng, cũng như là phần kê tay có phần gì đó nó hơi ấm nhẹ nhẹ. Tuy nhiên xét cho cùng thì đây là một chiếc máy có trang bị là chất liệu là bằng nhôm, cho nên nó sẽ dẫn nhiệt tốt hơn so với chất liệu là bằng nhựa. Và với cái chất liệu nhôm này thì sẽ giúp tản nhiệt cho những cái linh kiện bên trong tốt hơn, và đây cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Và chúng ta hãy cùng đi xem là phía bên trong chiếc máy này về phần nâng cấp cũng như là tản nhiệt sẽ ra sao nhé. Ok, và đến với khả năng nâng cấp của chiếc Inspiron 5515 này thì wow, tiếp theo lại là một cộng respect dành cho Dell, khi mà vẫn giống như những phiên bản 15,6 inch như là chiếc 5505, 5502 thì chiếc 5515 này của chúng ta vẫn sẽ được hỗ trợ là hai khe nâng cấp RAM, và ở đây là mình đang có là 8GB RAM chạy dual channel, hai bên là hai thanh 4GB. Rồi, và tiếp theo nữa về mặt nâng cấp chúng ta sẽ có là hai khe SSD. Ở đây là mình có hai khe SSD ở đây, nhưng mà chỉ có một cái là được cắm thôi, là chuẩn 2242, và chúng ta vẫn có thể cắm thêm một khe SSD 2242 nữa ở đây. Và với cái khe 242 bên này thì chúng ta hoàn toàn có thể lắp thêm một khe full size nữa. Chúng ta sẽ có thể cắm đây, chiều dài nó sẽ tầm như này là 22 bao nhiêu mình nhỉ? 2280 anh. 2280, đúng rồi. Và đó là về mặt nâng cấp, mình cảm thấy là thực sự rất là bất ngờ với cả khả năng nâng cấp này. Với một chiếc laptop mỏng nhẹ như này, như khả năng nâng cấp thực sự là rất tối đa và rất đáng khen cho Dell luôn.
Và ok, tiếp theo là về phần tản nhiệt thì chúng ta có một cái quạt rất là to ở đây và hai cái ống đồng nhìn nó có vẻ hơi khiêm tốn một chút xíu. Tuy nhiên thì về cái mặt tản nhiệt theo thông số như trên MSI Afterburner khi mà mình chơi game thì là tản nhiệt cho giá rất là tốt. Khi mà nhiệt độ nó chỉ rơi loanh quanh vào khoảng gần 80 độ khi mà mình chơi game max setting mà thôi. Và bên cạnh đó thì tiếng quạt nó cũng kêu nó khá to nữa. Và tuy nhiên không sao, tiếng quạt kêu to thì tản nhiệt sẽ tốt hơn thôi. Và cuối cùng là về phần pin thì chúng ta ở đây có một quả pin rất to là 54Wh. Và thời lượng pin cho ra như thế nào thì mình sẽ nói ở phần sau, anh em chú ý nhé. Và đó là toàn bộ phần nâng cấp trong chiếc Inspiron 5515 này. Tiếp theo là về phần loa của chiếc 5515 này thì với cái loa có vẻ như nó khá to và đủ các giải âm, cảm giác các giải nó không lấn át nhau, dù để nghe nhạc nhẹ nhàng, nghe sách nói, xem phim hay là cho anh em học hành online cũng rất là tốt nữa. Và mình quên mất vừa nãy không nói, khi anh em học hành online thì năm nay phiên bản Dell 5515 của chúng ta có thêm một cái miếng che camera như kiểu là cái ThinkSupter của nhà Lenovo ấy, giúp cho chúng ta khi nào mà không học online hay không học hành online gì nữa chúng ta có thể che cái này lại. Đấy, như thế thì giúp cho chúng ta sẽ bảo mật được cái thông tin cá nhân cũng như là an toàn dữ liệu cho chúng ta nữa. Và đến với cổng kết nối của chiếc Dell Inspiron 5515 này thì ở phía bên cạnh trái chúng ta có một cổng nguồn và một cái đèn thông báo trạng thái ở phía bên này. Tiếp theo đó là một cổng HDMI để chúng ta có thể xuất ra một cái màn hình bên ngoài và để chúng ta trình chiếu khi mà anh em làm văn phòng, chúng ta trình chiếu các cái sản phẩm của chúng ta lên rất là tiện lợi luôn. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cổng USB-A nằm ở phía bên này và một cổng USB Type-C được tích hợp giao thức là DisplayPort, cực kỳ tiện lợi luôn. Ở phía bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có một jack combo 3.5 ở đây và chúng ta sẽ có một cổng USB Type-A nữa. Và cuối cùng là sẽ là một khe SD, khe thẻ SD full size, cực kỳ là tiện lợi dành cho những anh em yêu chụp choẹt và quay phim, dựng phim. Nói chung là về cổng kết nối của năm nay thì chúng ta có những cổng kết nối dư sức ăn chơi ở trên chiếc máy này. Và đây là một điểm mình thấy là cực kỳ hài lòng trên cái mức giá thành mà chúng ta có được. Và cuối cùng là về thời lượng pin của chiếc máy này thì với quả pin 54Wh thì chúng ta sẽ có vào khoảng 9 tiếng thời gian sử dụng. Anh em không nghe nhầm đâu, chúng ta sẽ có 9 tiếng thời gian sử dụng với các tác vụ hỗn hợp như xem YouTube, lướt Facebook, đọc báo, xem văn bản hay xem clip gì đó mà anh em có thể xem được với độ sáng là 100%. Anh em hoàn toàn không nghe nhầm đâu, đây là trải nghiệm thực tế của mình với chiếc máy này. Và 9 tiếng là một thời lượng sử dụng phải nói là cũng cực kỳ khủng, nó thậm chí còn đạt luôn tiêu chuẩn Intel Evo mặc dù đây là nhà đội đỏ. Và nếu như anh em có là một người cày kéo với chiếc máy này, xem phim cày kéo hay chơi game cày kéo thì anh em cũng không cần phải lo khi mà chiếc sạc với công suất là 65W này sẽ là một cái pha cứu trợ cho chúng ta khi mà chúng ta mang chiếc máy này ra ngoài để làm việc hay giải trí cũng hoàn toàn thoải mái, không phải lo vấn đề gì cả. Và tổng kết lại thì chiếc Dell Inspiron 5515 này, cái phiên bản năm nay có một sự cải thiện rất nhiều so với cái phiên bản tiền nhiệm. Với cái thiết kế được cải thiện rất nhiều ở phần bản lề, màu sắc tinh tế hơn, thời lượng pin nó cũng trâu hơn, cảm biến vân tay nhạy hơn, bàn phím ngon hơn, touchpad ngon hơn. Chỉ có đúng cái màn hình là nó chưa được ngon cho lắm thôi anh em ạ. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Anh em có sẵn sàng bỏ ra hơn 19 triệu đồng để sở hữu chiếc máy này hay không? Thì hãy cho mình một comment ở phía bên dưới phần bình luận. Còn video đến đây cũng là dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Để đón vào đến từ Lato Tech Channel.